29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Tại đây chúng tôi liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình trong nước và quốc tế. Sau đây mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Hà Nội khuyến khích xã hội hóa đầu tư cho hoạt động phòng cháy chữa cháy. Thành phố Hà Nội sẽ đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng chuyển giao công nghệ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hiện đại. Đồng thời, khuyến khích xã hội hóa đầu tư cho hoạt động phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thưa quý vị và các bạn, theo nghị quyết về các biện pháp tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, trên địa bàn thủ đô hiện có khoảng 433 khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao và 150.484 cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy. Chính vì vậy, thời gian qua, Hà Nội luôn xác định công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội, gắn chặt với việc thực hiện chương trình của Thành ủy về tăng cường quốc phòng, an ninh, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Trong thời gian qua, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, trong đó có nhiều văn bản mang tính chiến lược và lâu dài, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người dân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cơ sở trong công tác phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố vẫn còn một số hạn chế bất cập. Tình hình cháy nổ trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến phức tạp và nhiều nguy hiểm, thiệt hại về người và tài sản vẫn ở mức cao. Cụ thể, số vụ cháy lớn, cháy gây thiệt hại nghiêm trọng chiếm khoảng 3,59% tổng số vụ cháy nhưng lại gây mức độ thiệt hại về tài sản chiếm khoảng 85%. Đặc biệt, 9 tháng đầu năm 2023 xảy ra 185 vụ cháy gây thiệt hại lớn về người, trong đó có vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do chính quyền địa phương, người đứng đầu, cơ sở chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác phòng cháy chữa cháy. Có một số nơi còn lơ là, chủ quan, còn tâm lý phó mặc công tác phòng cháy chữa cháy cho cơ quan chuyên trách. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng phòng cháy chữa cháy của thành phố Hà Nội cũng chưa đáp ứng được yêu cầu. Nhiều tuyến phố nhỏ, ngõ sâu, xe chữa cháy, xe thang không tiếp cận được. Thành phố vẫn còn nhiều công trình xây dựng lâu năm đã xuống cấp. Trong khi đó, trên địa bàn tiếp tục phát triển nhiều khu đô thị, nhà cao tầng, công trình ngầm. Các yếu tố trên tiếp tục là nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, hoạt động kinh doanh, đời sống dân sinh. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội lo ngại. Trước thực trạng trên, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng, bên cạnh việc thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và thành phố về công tác phòng cháy chữa cháy, các đơn vị của thành phố cũng phải xác định rõ tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy, kiện toàn nhân lực, nguồn lực, cơ sở vật chất phục vụ phòng cháy chữa cháy. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu thực hiện ngay các biện pháp ngăn chặn, hạn chế số vụ cháy nổ lớn ở khu dân cư, nhà cao tầng, chung cư mini. Người đứng đầu chính quyền các cấp của thành phố, cơ quan, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra cháy nổ, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trong phạm vi lãnh đạo quản lý của mình. Hà Nội sẽ đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng chuyển giao công nghệ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hiện đại. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Bên cạnh đó, thành phố Hà Nội cũng khuyến khích xã hội hóa đầu tư cho hoạt động phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Huy động mọi nguồn lực hợp pháp để mua sắm thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thông tin này đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất mà chúng tôi liên tục cập nhật tình hình thời sự trong nước và quốc tế, quý vị hãy like, share và subscribe kênh News 247. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.